điều mà mình luôn băn khoăn và mình thực sự là rất là tò mò chính là về cái pin của chiếc điện thoại mà mình đang dùng. Đây là chiếc Samsung Galaxy M20 và mình vẫn chưa bao giờ có thể dùng cạn kiệt cái pin của chiếc máy này. Nhưng mà đêm nay mọi chuyện nó sẽ khác, bởi vì đêm nay mình sẽ thi thức đêm với chiếc máy này để rút cạn cái 5000 mAh của cái máy này, để xem là thằng nào sẽ thắng, mình sẽ thắng hay là M20 sẽ thắng. Chúng ta cùng tìm hiểu trong video này. Anh em ơi. Ok, và trước khi bắt đầu video, nếu như anh em nào mà quan tâm tới chiếc Samsung Galaxy M20 cũng như là anh em quan tâm tới các flagship khác của Samsung, ví dụ như là chiếc S10+ đã ra mắt, thì anh em hãy truy cập ngay vào đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tới tổng cửa hàng của Cellphone. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu quay trở lại với nhân vật chính chúng ta ngày hôm nay là chiếc M20. Với cái bài test lần này thì mình sẽ để cái máy của mình đang hiện tại đang là mức là 98%, và qua cái bài test lần này thì mình sẽ để cái mức độ sáng của máy lên là max luôn. Đó, 5000 mAh mà chơi lớn nữa. Rồi, anh em thấy không? Những cái thông báo các thứ là mình sẽ để hết tất cả luôn, mình không chứa bất kỳ một cái gì cả. Rồi, cái bài test đầu tiên mà mình muốn thử trên cái máy này đó chính là về cái khả năng trụ được. Đầu tiên là mình sẽ xem phim này, mình sẽ bật một cái video trên YouTube vào tầm khoảng hơn một tiếng, và sau đó thì mình sẽ xem cho là cái máy này của chúng ta có thể trụ được bao lâu, và tất cả những cái noti các thứ là mình sẽ để hết như mình nói vừa sau. Và ok, chúng ta cùng nhau thử xem là cái máy chúng ta trụ được bao lâu nhé. A few moments later. Mệt vậy. Không sao, chúng ta sẽ đợi đến khi mà cái máy này nó hết pin. Tại vì chỉ có khi cái máy này hết pin thì cái video này nó mới kết thúc, hiểu không? Thế nhỡ nó không hết pin sao nhỉ? Ok, và hiện tại thì chiếc máy của chúng ta đang, mình đã cho nó chạy cái video này được khoảng 30 phút rồi. Đây, 30 phút rồi. Và hiện tại thì bây giờ đang là 1 giờ sáng. Ôi, thề luôn anh em. Chưa giờ mình nghe cái bài Yêu Năm nó lâu như thế, kiểu nó lâu vãi trưởng ấy. Nửa tiếng rồi. Và hiện tại thì cái dung lượng pin của mình đang còn lại là 93%. Chiếc 5000 mAh các nhìn đã thật đấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau, à không, thực ra chúng ta không cùng nhau, chỉ có mỗi mình thôi. Mình sẽ đợi đến khi mà cái bài Yêu Năm này nó hết một tiếng, chúng ta sẽ cùng quay trở lại sau nhé. Và như vậy chúng ta vừa mới trải qua hơn một tiếng nghe cái bài Yêu Năm đấy, và mức pin của mình đang hiện tại là 87%. Đấy, và thông báo các thứ thì mình không hề tắt đi. Và đây anh em có thể thấy là thông báo đây nó ít như thế này ấy, tại vì không phải là vì mình tắt thông báo, mà nó ít như thế này tại vì là không ai thèm nói chuyện với mình, không ai nhắn tin cho mình vào cái giờ 1:37 này cả, khỉ ho cò gáy này, không ai nhắn tin cho mình cả, thế nên là thông báo nó ít như thế. Rồi, bây giờ ta sẽ cùng nhau chơi game. Không có nhạc nhẽo gì nữa, mình chơi PUBG đi. Anh ơi, bình tĩnh anh ơi. Anh ơi, để chơi làm video anh ơi. Vừa vào trận đã chết thế này, úi giời anh ơi, anh làm thế làm sao mà em đánh được anh ơi. Ôi, bố kiểu gì, đang làm video với ông nhắn tin. Và mình mới chơi được khoảng tầm 10-15 phút thôi. Úi dồi, cái gì đây? Để cho người ta làm video cái. Mấy cái thằng này không có tôn trọng người khác gì. Đấy. Fuck, chết rồi, hết đạn rồi. Thằng này, ê, đấm được không nhỉ? Đấm được thằng em nhỉ? Được rồi. Ok. Nhìn đánh nhau nào. Tầm 3 cái thằng ra vơ vẩn. À đây. Khốn nạn. Bắn bố mày này. Đấy. Mình đã chơi được cái tựa game này vào tầm khoảng cũng được 20 phút rồi. Nói chung là cái trải nghiệm của mình bây giờ thì nó vẫn ở cái mức ổn thôi, chứ không phải là quá là tuyệt vời như là những cái mẫu máy mà mình đã từng chơi tựa game PUBG Mobile trên.
Thế cũng dễ hiểu tại vì là cái máy này nó chỉ có 5 triệu thôi mà. Nhưng mà dù sao chăng nữa thì hiện tại thì cái mức pin của mình đang là 83%. Đồ họa thì mình đã để, mình sẽ để lên HD. Hiện tại thì mức pin của mình đang là 83%. Và bây giờ thì đang là 2 giờ kém rồi. Jesus. Flame. Come on. Come on. Xong. Ủa. Xịn vãi. Thắng rồi. Và sau cái ván PUBG đầu tiên này của mình thì hiện tại mức pin của mình đang là 78% và hiện tại đang là 2 giờ sáng rồi. Đây, 2 giờ sáng rồi. Rồi, mệt quá. Và như vậy thì anh Triều chúng ta đang đến với lại ván đấu thứ 2. Và trong ván đấu này thì anh có vẻ rất quyết tâm. Và với những gì anh đã thể hiện ở ván đấu đầu tiên thì anh nghĩ rằng là mình sẽ có thể tiếp tục đứng top 1 ở ván đấu này. Ủa. A few moments later. Như này, phát shotgun. Ish, chết luôn. Bình tĩnh ơi. Chết rồi. Hết đạn, đúng lúc này hết đạn, thế mới đau chứ. Bây giờ là 2 rưỡi sáng rồi anh em thấy mắt mình không? Như kiểu con gấu trúc thôi. Và một trong những cái tựa game mà mình cũng rất là thích khi mà mình làm một cái bài test pin ấy, đó chính là Tempo Run. Ok, và bây giờ thì mình sẽ để cái thời gian sáng màn hình này là nửa tiếng và mình sẽ cho chạy cái tựa game Tempo Run này. Đây, như anh em có thể thấy là chúng ta sẽ cứ mãi như thế này thôi. Đó. Nó sẽ cứ chạy như này cho đến khi mà máy của chúng ta hết pin. Và tất nhiên là chiếc máy của chúng ta thì vẫn đang rất là trâu chó. Đây, mình cái máy của mình hiện tại đang là 74%. Và hiện tại bây giờ đang là 2 rưỡi sáng. Và mình sẽ để thế này trong khoảng 1 tiếng nữa. Thì đến tầm khoảng 3 rưỡi sáng đi. 3 rưỡi sáng thì mình sẽ quay trở lại, ok, để xem là cái máy này nó sẽ tụt bao nhiêu phần trăm khi mà chúng ta quay lại 1 tiếng sau đó. 1 hour later. Rồi, và hiện tại thì máy chúng ta đã tụt xuống còn 67% pin. Đó. Và hiện tại thì đang là 4 giờ sáng. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ... Bây giờ thì mình sẽ liên tục chấm AnTuTu trên cái máy này. 2 hours later. Anh em có thể thấy rằng đây là thực trạng của reviewer sau khi test pin. Wow. Từ đầu video như này, giờ thành như này. Rồi. Và hiện tại thì đang là 6 giờ sáng. Và chiếc máy của mình thì đang là. Rồi, và hiện tại thì bây giờ đang là 6 giờ sáng và máy của mình thì vẫn còn 50% pin. Quá là hay. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục nghe nhạc trên cái máy này. Nhưng mà sao? Mình không chịu thua, bây giờ chúng ta sẽ đến với một cái hát có hơn. Mình sẽ bật liên tục, cái máy này liên tục, không ngừng nghỉ. Và mình phải làm cho nó hết pin thì mới thôi. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau xem phim nào. Hai bộ phim của Châu Tinh Trì. Mình sẽ bật hai bộ phim này và tổng thời lượng của hai bộ phim này sẽ là 3 tiếng. Và mình sẽ bật nguyên cái máy này 3 tiếng on screen để xem bao giờ nó mới hết pin. Trời ơi, thực sự này. Mình quá. Rồi, mình sẽ để đây nha. Ok. Tôi hiện tại là bây giờ đang là 7 giờ 8 giờ kém 7 giờ 50. 7 giờ 50 sáng. Và mình đã định cho cái máy của chúng ta xem hai bộ phim, nghĩa là khoảng 3 tiếng nữa. Nhưng mà sau khi hết một bộ phim thì máy chúng ta chỉ còn khoảng 30% thôi. Và mình nghĩ rằng đây cũng là lúc mà chúng ta cần phải kết thúc video này tại đây. Rồi, và để kết thúc video này thì mình thấy rằng là pin của chiếc M20 thực sự nó là một cái dung lượng pin nó rất là ổn. Rất ổn thôi, nó không phải là quá khủng khiếp. Nhưng mà thực sự thì để mà chúng ta có thể sử dụng trong khoảng tầm từ hơn một ngày cho đến một ngày rưỡi thì đây là điều hoàn toàn có thể. Rồi, và cái thời gian on-screen mà mình sử dụng trên cái M20 này là 8 tiếng. Thực ra thì nó cũng dễ tính mà. Hôm qua mình đã bắt đầu từ 12 giờ, bây giờ 8 giờ rồi. Và khi mà mình sử dụng liên tục như thế thì chiếc máy chúng ta từ 100% nó chỉ còn xuống còn 30% thôi. Và thực sự đây vẫn là một trong những cái dung lượng pin rất là tốt. Và mình, mặc dù nó vẫn thua mình vẫn không ngủ. Đấy, quá đẳng cấp. Thế nên là, nhưng mà dù sao chăng nữa thì đây vẫn là một thiết bị có một cái dung lượng pin rất là tốt. Rồi, thế còn anh em thì sao? Anh em nghĩ sao về cái bài test lần này? Và anh em còn muốn mình test pin
cũng như là thức đêm. Không thức đêm nữa nhá, không thức đêm nữa. Bằng chiếc điện thoại nào nữa thì anh em hãy comment phần bên dưới. Và đừng quên là hãy bấm like, share cũng như là subscribe kênh YouTube của anh em TV. Còn bây giờ thì chúc ngủ ngon anh em.